thứ 7 địa điểm đẹp nhất tại đảo Cô Tô, Quảng Ninh. Biển Cô Tô từ lâu đã được mệnh danh là một trong những bãi biển đẹp nhất phía Bắc, với bờ biển cát trắng mịn màng, nước biển trong xanh màu lam ngọc. Mặt khác, đảo Cô Tô cũng là địa chỉ yêu thích để tổ chức những hoạt động vui chơi, hoạt động tập thể hấp dẫn. Với nhiều đôi bạn trẻ, Cô Tô còn rất hấp dẫn vì những trải nghiệm lãng mạn có một không hai. Cô Tô đang dần thay da đổi thịt, chuyển mình theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trở thành một trong những huyện đảo có tiềm năng du lịch lớn của tỉnh Quảng Ninh trong những năm gần đây. Hãy cùng kẻ thăm những nơi xinh đẹp của hòn đảo này các bạn nhé! Đầu tiên, trạm Hải đăng Cô Cô. Hải đăng Cô Cô có lẽ là một trong những ngọn hải đăng có tầm nhìn đẹp nhất, bởi đứng trên đỉnh núi giữa một hòn đảo, nên bốn phía là biển xanh, gần là núi, xa là đảo, xa hơn nữa là phía đất liền với những dãy núi uốn lượn. Bằng ấy những cảnh vật hiện ra trước mắt, bao la, choáng ngợp, hứng chọn không khí yên bình của miền biển đảo phương Bắc, đó là những trải nghiệm không thể bỏ qua khi du khách tới thăm đảo Cô Tô. Trạm Hải đăng Cô Cô là một trong số hơn 30 con mắt biển đêm đang hoạt động trên khắp vùng lãnh hải Việt Nam. Hải đăng Cô Cô được xây dựng từ cuối thế kỷ 19. Giờ đây đèn biển được đầu tư chiếu sáng bằng pin năng lượng mặt trời nên có thể chiếu sáng được rất lâu. Với hệ thống tự động và bán tự động điều khiển, trên đỉnh ngọn hải đăng phóng tầm mắt xa xa có thể chiêm ngưỡng không gian khoáng đạt cùng vẻ đẹp bất tận thiên nhiên ban tặng cho hòn ngọc xanh Cô Tô. Đèn hải đăng có chiều cao tầm sáng 118m so với mặt nước biển. Vượt qua những khúc cua dốc đứng và những hàng cây ven đường là bạn sẽ đến được với ngọn hải đăng, leo tiếp 72 bậc cầu thang từ dưới chân lên đến đỉnh ngọn hải đăng. Từ đây, các bạn khoan khoái phóng tầm mắt ra xa, bao la rộng dài biển trời Cô Tô. Trên đỉnh ngọn hải đăng, bạn có thể thu vào tầm mắt toàn cảnh đảo Cô Tô, thị trấn biển đẹp như mơ, xen lẫn những rừng cây xanh mướt, êm đềm những mái nhà khiêm nhường và giản dị. Thứ hai, bãi đá Cầu Mị. Nơi đón bình minh đẹp nhất của đảo, khu vực bãi đá đẹp, nước xanh trong và sóng vỗ rì rầm ngày đêm trên đảo. Đến đây, người ta ngỡ như đang dạo chơi trên sao họa, bởi sắc nước và đá hòa trộn tạo nên những đặc sắc kỳ thú, đó chính là điểm đến bãi đá Cầu Mị, Cô Tô. Toàn bộ những đặc sắc đó tạo cho điểm đến bãi đá Cầu Mị là những dấu ấn đặc biệt, khiến cho bất cứ du khách nào cũng phải tò mò tới đây, chiêm ngưỡng những tạo hình của đá nhô rộng ra biển giống như đuôi chuột. Người dân trên đảo gọi đó là Cầu Mị. Bãi đá Cầu Mị hay còn được gọi là bãi đá Móng Rồng nằm ở phía nam của đảo Cô Tô lớn. Đây là nơi được Hải Châu Cô Tô đánh giá là điểm có cảnh quan kỳ vĩ nhất trong cả quần đảo. Cầu Mị đảo Cô Tô với hệ thống đá trầm tích được bào mòn qua hàng vạn năm bởi nước biển tạo ra một kỳ quan thực sự duy nhất trong các đảo của Việt Nam. Các lớp đá với nhiều màu sắc khác nhau, đá xếp tầng, nhiều màu, hình thù khiến cả khu vực như một bức tranh sống động về quá trình kiến tạo của thiên nhiên. Đằng sau những cánh đồng cỏ dại xanh mướt dập dìu theo chiều gió là vịnh đá nguyên sơ của điểm đến Cầu Mị. Những mỏm đá sắc nét nhô ra biển, hiên ngang, đón biết bao đợt sóng cứng đầu cứ vồ vập ngày đêm, mặt trời từ từ nhô lên phía đường chân trời xa, nhuộm sức sống cho biển xanh, cho đá hồng, cho làn da thêm chút nâu rắn giỏi. Đến Cô Tô ngày nắng trong, những đá nước Cầu Mị rêu phong phản ánh bầu trời biêng biếc, sóng bạc đầu xô bờ, vỗ về vào đá, tung bọt trắng xóa. Tạo hình của đá kỳ thú lạ mắt, những phiến đá lô nhô, có những đá phẳng, đặt chân và đá mắt xịu, êm ái và say mê. Đến Cô Tô, du khách thường đi tham quan Cầu Mị khi bình minh, lúc mặt trời ló dạng. Ánh nắng sớm tinh khôi, trong trẻo cho sắc nước thêm ảo diệu. Vì vậy đừng bỏ lỡ hoạt động chụp ảnh mặt trời mọc ở nơi đây các bạn nhé. Khoảng trời đó sẽ làm đồng điệu những tim yêu rung động. Bãi đá nơi đây còn được mệnh danh là thung lũng tình yêu, nơi bạt ngàn đá. Nhưng không phải thứ đá núi miển sơn cước, thứ đá chân mượt kiến tạo trong các hang động, mà là đá của nước chảy trôi vỗ về suốt bốn mùa. Thứ ba là bãi biển Hồng Vàn. Đi tìm những phút giây yên bình, tĩnh lặng, thong dong dạo bước trên bãi biển, chơi chân trần chạm cát, chạm nước mát rượi, dịu êm, hà hít ban mai buổi sớm của một ngày rất mới, có mùi gió biển trên đảo của Cô Tô, không đâu khác chính là bãi biển Hồng Vàn Cô Tô. Khác với những bãi biển nhộn nhịp trên đảo như là bãi Tình Yêu, trung tâm thị trấn hay là bãi Vàng trải sóng lớn, biển Hồng Vàn là bãi biển lặng sóng, bãi cát trải dài và trắng mịn. Lý tưởng cho một nơi để ngắm sóng, ngắm những khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày khi bình minh lên và hoàng hôn buông xuống. Bãi Hồng Vàn nằm ở phía đông của đảo Cô Tô,
Nước lặng êm ả lăn tăn như nước hồ do có đảo Thanh Lân trải dài, nằm chắn gió từ ngoài biển thổi vào. Nước biển trong vắt cùng bờ cát mềm mại khiến cho du khách chẳng nỡ rời chân. Nằm cách xa khu dân cư đông đúc với bãi cát trải dài, biển lặng sóng và an toàn, bãi Hồng Vàn thuộc thôn Hồng Hải, xã Đồng Tiến, huyện Cô Tô đang trở thành một điểm đến lý tưởng cho du khách khi đến với đảo Cô Tô. Trên bãi cát là những căn nhà gỗ được thiết kế sáng tạo, gần gũi với thiên nhiên, nơi bạn chỉ cần mở cửa phòng là đã có thể hòa mình với làn nước biển trong xanh mát rượi. Để trải nghiệm nhiều hơn thiên nhiên kỳ thú của vùng biển đảo, bạn có thể chèo thuyền ca giác hay là lặn biển ngắm những chú cá xinh xắn rực rỡ sắc màu len lỏi trong những dòng uốn lượn theo từng đợt sóng. Và buổi tối là thời gian lãng mạn nhất ở bãi biển này, khi bạn có thể thưởng thức bữa tiệc hải sản với mực tươi, tôm, cá hay là ốc móng tay đặc sản trong tiếng sóng vỗ rào rạt và dưới ánh sáng lung linh của những chiếc đèn bão được sắp xếp hết sức tinh tế. Bãi tắm Hồng Vàn còn là nơi khá lý tưởng để thỏa thích tắm biển trong những dòng chảy nhẹ nhàng, dịu êm, nước biển mát lạnh và thanh sạch bậc nhất trên đảo. Vì vu ngày hè đến đảo Cô Tô, đừng bỏ qua điểm đến bãi biển Hồng Vàn trên đảo để trải nghiệm một vùng biển khác biệt và quyến rũ như thế các bạn nhé. Thứ tư là bãi biển Vàn Chạy. Là một trong những bãi biển đẹp của đảo Cô Tô, bãi biển Vàn Chạy được rất nhiều du khách ưa thích lựa chọn làm địa điểm vui chơi, tắm biển, trải nghiệm nhiều hoạt động sôi nổi trong mùa hè rực rỡ trên đảo Cô Tô. Nếu bạn đã cảm thấy hết cảm hứng với những bãi biển ồn ào, xô bồ bởi những dịch vụ mọc lên tràn lan hay những bãi biển không còn thanh sạch ở miền Bắc, thì hãy đến với Cô Tô thử ngoạm một miền biển hoang sơ, tinh khôi, thanh bình. Hòn đảo Cô Tô bao gồm một hệ thống các bãi biển lớn với những đặc điểm khác nhau, tạo dấu ấn riêng biệt và mang đến cho du khách những phút giây trải nghiệm tuyệt vời như bãi tắm Hồng Vàn, bãi đá Cẩu Mỹ, bãi đá Bình Minh, Cô Tô Con, v.v. Trong đó phải kể đến bãi biển Vàn Chạy, sóng to cát trắng và nước xanh biếc. Bãi biển Vàn Chạy, Cô Tô cách trung tâm thị trấn 6 km, du khách có thể di chuyển bằng xe máy hoặc là xe ô tô trên đảo từ trung tâm thị trấn đến bãi tắm này. Trên đường di chuyển đến đây, du khách có thể chiêm ngưỡng những cảnh quan núi non và cây cối xanh tươi, đón ánh nắng hiền hòa trong tiết trời và không gian trong lành thanh bình. Có bờ cát thoai thoải trắng mịn sạch đẹp, có những con sóng cao từ 2 cho đến 3 mét, nơi quý khách có thể đắm chìm, đùa giỡn với sóng biển. Du khách có thể chơi các trò chơi team building sôi động kết nối, các môn thể thao bóng đá, bóng chuyền trên bãi biển và nhiều hoạt động thể thao lý thú khác. Bãi Vàn Chạy rộng dài và sóng mạnh cho thỏa thích nô đùa cùng những con sóng va đập. Hệ thống bãi đá ở Vàn Chạy lý tưởng cho ngắm cảnh hoàng hôn. Đừng bỏ lỡ cơ hội ghé thăm bãi biển Vàn Chạy trong chuyến trải nghiệm nghỉ dưỡng mùa hè ở đảo Cô Tô các bạn nhé. Thứ năm là con đường tình yêu. Lối vào rất xanh của những tán phi lao du dương như hát gọi, hòa vào với tiếng sóng dịu êm xôn xao và lay động. Đấy là những cảm xúc khi bạn đưa bước dạo chơi trên con đường tình yêu trên đảo Cô Tô. Du lịch Cô Tô, các bạn sẽ được nghe tới một con đường lãng mạn mang tên là đường tình yêu, với hàng cây phi lao thẳng tắp ôm chặn con đường nhỏ dài hun hút, tạo nên vẻ đẹp thật lãng mạn và thơ mộng. Các bạn có thể thả hồn dạo bộ, ngắm cảnh biển chiều hôm, không gì tuyệt vời hơn dành cho những cặp đôi khi đang dạo bộ trên con đường này. Vị trí nằm cách trung tâm thị trấn Cô Tô 100m, con đường dài hơn 2 km được lát gạch đỏ, men theo bờ biển, hai bên là hai hàng dương xanh ngắt lay theo gió. Gọi là con đường tình yêu cũng đúng khi cảm giác đi dạo ở đây, dù đi bộ hay đạp xe chậm chậm đều vô cùng lãng mạn. Tiếng hàng dương vi vu, tiếng sóng biển rì rào, gió nhẹ mơn man, cảnh trước mắt xanh ngắt màu của rừng cây, vàng của ánh nắng và đỏ của gạch lát không thua gì trong các bộ phim truyền hình lãng mạn Hàn Quốc. Điểm đến tiếp theo trong hành trình về Cô Tô Quảng Ninh, các bạn có thể ghé thăm tượng Bác Hồ. Đảo Cô Tô Quảng Ninh là nơi duy nhất được dựng tượng Bác Hồ khi người còn sống. Đến ngày nay, bức tượng vẫn được đánh giá là bức tượng Bác đẹp nhất vùng Đông Bắc. Bức tượng Bác Hồ đứng uy nghiêm, lưng tựa vào núi, tay phải giơ cao vẫy chào, mặt hướng nhìn ra biển Đông bao la như là che chở cho đất và người Cô Tô, được đánh giá là bức tượng Bác đẹp nhất ở vùng Đông Bắc, khiến cho nhiều đoàn khách du lịch đến đây phải trầm trồ trước tài hoa của người tạo tượng, cảm thấy gần gũi như có người đứng bên soi sáng chở che. Ngược dòng thời gian trở lại thời điểm năm 1965, khi miền Bắc còn ngổn ngang trong công cuộc tái thiết đất nước, miền Nam vẫn đang trong những ngày gian khổ để đấu tranh giành độc lập,
Nhưng với tầm nhìn xa của một nhà lãnh đạo thiên tài, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gác lại nhiều công việc để đến với bà con trên đảo Cô Tô. Bác Hồ nhiều lần căn dặn bà con trên đảo, thủ đô Hà Nội tuy xa các đảo, nhưng Đảng và Chính phủ luôn quan tâm đến đồng bào các đảo và mong đồng bào đoàn kết, cố gắng và tiến bộ. Lời bác dặn năm nào vẫn còn đó, Cô Tô ngày hôm nay đã phát triển hơn nhiều. Khoảng cách về địa lý giữa đất liền và hải đảo được rút ngắn lại nhờ những chuyến tàu tấp nập ngày đêm, điện lưới đã tỏa sáng khắp các con đường, sóng wifi đã phủ khắp các nhà dân. Xa xa, ruộng lúa xanh biếc một màu, cây trái căng tràn sức sống, giữa đảo mà thấy gần như đất liền. Thứ bảy là Cô Tô Con. Cô Tô Con là một đảo nhỏ cách đảo Cô Tô lớn tầm 1 km. Nơi đây nổi tiếng là hoang sơ với bãi cát trắng mịn, nước trong xanh có thể nhìn thấy song rêu và những đàn cá đang tung tăng bơi lội. Cô Tô Con, thiên đường có thật ở đảo Cô Tô, là một đảo thuần quân sự. Cô Tô Con không có dân cư sinh sống. Rừng Cô Tô Con sở hữu nhiều loài động vật, gỗ quý, nhiều chim muông và hoang sơ hoàn toàn. Rừng Cô Tô còn có thông rẹ, một loại thông quý thường dùng để đóng hòm đạn vá tàu. Cô Tô Con được bảo vệ bởi một đồn canh bộ đội. Chứng kiến cuộc sống, những ước mơ giản dị của người lính biên cương cũng là một điều hết sức thú vị. Với diện tích nhỏ, bạn có thể đi xuyên rừng Cô Tô Con để đến với bãi biển trên đảo. Nhặt những mảnh san hô, đá hay vỏ ốc được tinh chế bởi thiên nhiên. Khách du lịch không cần phải xin giấy phép và có thể thuê tàu gỗ đi ra đảo Cô Tô Con với thời gian di chuyển khoảng 25 đến 30 phút. Trên tàu đi ra đảo, khách du lịch có thể ngắm những sạn san hô, rong biển, những đàn cá bơi lội tung tăng dưới làn nước biển trong veo. Bãi biển ở đây hoang sơ và có rất nhiều vỏ ốc lạ. Sau khi ngụp lặn dưới làn nước trong vắt, du khách có thể nhặt những vỏ ốc nhiều màu này làm kỷ niệm cho chuyến đi. Các bạn thân mến, mỗi chuyến đi đều mang lại cho chúng ta rất nhiều điều lý thú. Nếu các bạn chưa từng tới Cô Tô, hãy thử một lần đặt chân tới nơi đây, các bạn sẽ không hối hận với quyết định đó đâu. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những hành trình du lịch tiếp theo.